Bên cạnh tổ chức các hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023, huyện Lang Chánh cũng đã bố trí các gian hàng trưng bày các sản vật, sản phẩm truyền thống, ẩm thực của địa phương. Đến thời điểm này, các đơn vị địa phương đang khẩn trương hoàn thiện việc trang trí gian hàng truyền thống, chuẩn bị cho lễ khai mạc gian hàng diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 5. Tại lễ hội năm nay, để thuận tiện cho việc quảng bá, giới thiệu về sản phẩm truyền thống, ban tổ chức đã bố trí các gian hàng trưng bày ở khu vực trước sân khấu chính của lễ hội. Theo ghi nhận, các gian hàng được trưng bày năm nay gồm rất nhiều các sản vật nông sản như trứng gà, dưa chua muối, nem chua ống nứa, măng khô, măng chua, đồ đan lát thủ công như mâm mây, chõ đổ xôi, gión, bế, hàng dược liệu, nông sản như hoa chuối rừng, mật ong rừng, đũa tre cùng các sản phẩm từ chăn nuôi. Mỗi đơn vị địa phương đều mang sắc máu riêng, mong muốn đem đến các sản phẩm đặc trưng để quảng bá. Xã Doan cũng đã chuẩn bị một số cái mặt hàng đặc trưng của dân tộc Mường và một số các cái mặt hàng thiết yếu chủ yếu của xã Doan để đem đến góp phần cùng với hội thi Chí Linh Sơn năm 2023 nhằm mục đích các cái sản phẩm của xã Doan cũng như là trong địa bàn huyện Lang Chánh để góp phần để tới đây là để quảng bá và phát triển cái tiềm năng du lịch của huyện Lang Chánh. Đặc biệt, nhiều gian hàng đem đến sản phẩm thổ cẩm địa phương như váy, áo, đệm ngồi, khăn, tấm đắp nhằm tôn vinh giá trị sản phẩm truyền thống và nét độc đáo của văn hóa dân tộc trên địa bàn. Hơn nữa, mỗi gian hàng đều bố trí bộ cồng chiêng, khua luống, cây bông, chum rượu cần là hồn cốt của đồng bào dân tộc. Với gian hàng xã Lâm Phú, điểm nổi bật đem đến giới thiệu là đồ thổ cẩm. Xã Lâm Phú chúng tôi là mang đến với gian hàng trưng bày thì rất là nhiều các món hàng mang truyền thống dân tộc ở tại địa phương, đặc biệt là thổ cẩm của xã Lâm Phú là cái này là có câu lạc bộ chị em xã Lâm Phú từ dệt và sản xuất ra các công đoạn dệt thổ cẩm rất là công phu và tỉ mỉ. Mục đích đến với hội chợ là chúng tôi muốn quảng bá sản phẩm, là giới thiệu mà đến với anh em bạn bè trong huyện và ngoài huyện để biết đến sản phẩm của chị em xã Lâm Phú dệt thổ cẩm của tổ chi hội phụ nữ bản Bọ. Thông qua trưng bày các sản vật, sản phẩm truyền thống do nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Lang Chánh làm ra lần này là cơ hội để nhân dân huyện giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong và ngoài tỉnh về những sản phẩm đặc trưng của địa phương, về tiềm năng thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và giá trị di sản văn hóa các dân tộc của huyện trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Tham gia trưng bày có 15 gian hàng của các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Theo kế hoạch, các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, sản phẩm truyền thống, ẩm thực văn hóa dân tộc sẽ tổ chức trong 2 ngày 20 và 21 tháng 5. Hiện nay, mọi công tác trang trí trưng bày các sản phẩm đang được khẩn trương thực hiện.